Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì như các bạn đã biết, trên CH Play cũng như trên App Store của iPhone có hàng triệu những cái ứng dụng. Và mỗi một cái ứng dụng có một cái công dụng khác nhau. Cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng, đó là chẩn đoán điện thoại iPhone. Cái ứng dụng này nó có tên là Phone Diagnostic. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách tải cái ứng dụng này và cách sử dụng ứng dụng này để kiểm tra một con điện thoại. Tuy nhiên cái ứng dụng này nó không kiểm tra hoàn toàn được 100%. Nó sẽ kiểm tra được tương đối chính xác cái điện thoại là chất lượng nó như thế nào và công dụng sử dụng của cái điện thoại còn những chức năng gì. Mời các bạn cùng đón xem video của mình. Đầu tiên, để tải được ứng dụng, các bạn vào App Store. Tiếp theo các bạn gõ cái ứng dụng đây các bạn nhìn này, Phone Diagnostic. Sau đó các bạn ấn vào tìm kiếm. Khi cửa sổ mới hiện ra thì các bạn ấn vào nhận. Tiếp theo các bạn nhập mật khẩu. Thì các bạn nhập mật khẩu của các bạn vào nhé. Và đăng nhập. Các bạn chờ trong giây lát thì cái ứng dụng này sẽ tải về xong. Đây, ứng dụng đang tải. Cái ứng dụng này nó sử dụng trên tất cả các dòng iPhone. Như trong video lần trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn một cái cách là kiểm tra cái dòng điện thoại Samsung bằng cái mã bí mật đấy. Thì cái ứng dụng chẩn đoán điện thoại này nó cũng tương đương như kiểu như là cái đó. Đây, ứng dụng đã tải xong và tiếp theo các bạn là mở ứng dụng ra nhé. Và đây các bạn lưu ý nha. Đầu tiên là các bạn có thể kiểm tra này, cảm ứng này, cảm ứng đa điểm này, 3D touch này, màn hình này, mặt kính này, Face ID này, nút nguồn, nút home, nút âm lượng nhỏ, âm lượng to, tai nghe, thoại. Đây, tất cả những chức năng của chiếc iPhone nó sẽ hiển thị hết ở đây. Các bạn để ý này. Thì đây mình vào mình kiểm tra, đầu tiên mình kiểm tra cái cảm ứng nhé. Thì các bạn nhấn kích vào cảm ứng này. Sau đó các bạn vuốt. Vuốt lần lượt tất cả trên màn hình này. Đó, thế là đã ok, cảm ứng đã ok. Và cảm ứng đa điểm cũng vậy. Màn hình cũng vậy, ví dụ đây là nút nguồn này. Thì các bạn chỉ cần ấn vào nút nguồn này. Sau đó các bạn kích vào nút nguồn này. Đây các bạn có thể kiểm tra nút home này. Các bạn chỉ kích vào nút home này. Sau đó các bạn sờ vào nút home này. Đấy, thế nào ok này. Tiếp theo các bạn có thể kiểm tra các phím khác nhé. Ví dụ như kiểm tra đây thì mình cho những cái mình sẽ kiểm tra từ máy ảnh nhé. Đây. Đó. Ok. Đấy, tức là phím này đã ok. Tiếp theo mình kiểm tra một chức năng nữa là, ví dụ chức năng này là sạc này các bạn này. Cắm, các bạn kích vào cái phím đó và các bạn cắm sạc nguồn vào.
Đấy, ok thì là máy nó báo vạch xanh này. Tiếp theo các bạn có thể ấn vào định vị này. Đấy, khi xong thì là nó sẽ chuyển sang màu xanh nhé. Đây nó còn rất nhiều những cái chức năng các bạn có kiểm tra tất cả lần lượt các chức năng ở trên máy của các bạn. Đây có thể là chức năng cảm biến ánh sáng này, chức năng SIM 3G, chức năng Bluetooth, chức năng đèn flash, chế độ rung này, rồi na bàn rồi, rồi cắm tai nghe thử to nhỏ này, rồi thử loa này, loa mic, loa thoại này, mic trước, mic sau, mic ngoài này, máy ảnh trước này, rồi các nút âm lượng này. Đấy, trên đây là cái chia sẻ cho các bạn là cái ứng dụng chẩn đoán điện thoại iPhone. Các bạn theo dõi video thấy hữu ích thì hãy chia sẻ để mọi người cùng biết và tải về để chẩn đoán cái con điện thoại của mình đang sử dụng là đạt được hiệu suất bao nhiêu phần trăm và chức năng hoạt động được tất cả những thứ như thế nào. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo.